màn hình đây là một vận động viên khá có tiếng ở huyện Hoài Đức trong cả cầu lông Phong Trào. Hiện vô địch giải Lai Ninh mở rộng không biết bao nhiêu lần. Pha cầu quá hay. Ôi giời ơi. Điểm của tôi là đôi bên này sẽ vô địch. Đó, hay quá. Ôi. Bấm like, đăng ký và chuông. Giúp mình lan tỏa kênh đi mà bạn ơi. Tiếp theo là nội dung chung kết đôi nam nữ. Bên này là anh Liên và Hiền, còn bên kia là về đây xem anh đôi bên kia là đôi gì nhỉ? Viên Huyền, bên kia là Viên Huyền, bên này là Liên Hiền. Nhíu hết cả mồm. Viên Huyền và Liên Hiền. Trận chung kết đôi nam nữ. Nam B. Trọng tài đang làm công tác thì vợ lại gọi về bế con. Trận đấu bắt đầu. Hiền phát cầu trước. Rồi ngoài sân. Điểm cho đôi Liên Huyền, Liên Hiền. 1-0. Cầu ngoài sân. Điểm 2-0. Hay quá nhỉ. Hay quá nhỉ đây. Điểm 3-0. Điểm 4-0. Hay. Điểm 5-0. À sorry, lỗi phát cầu. 1-4. Chém cầu ra ngoài. Điểm 2-4. Hay quá. Điểm 5-2. Vận động viên Hiền đang gần màn hình. Đây là một vận động viên khá có tiếng ở huyện Hoài Đức trong cả cầu lông Phong Trào. Hiền vô địch giải Lai Ninh mở rộng không biết bao nhiêu lần.
Pha cầu quá hay. Ôi giời ơi. Pha cầu rất hay. Điểm 3, 4. Cầu không qua. Điểm 5, 3. Giải Panda Cup lần thứ 4 có trình độ chuyên môn của các vận động viên khá đồng đều, nên xét nào cũng giằng co nhau từ đầu đến cuối, từ ngoài vòng bảng đến trận chung kết. Đổi phát cầu 4 5. Cầu ngoài sân. Đổi phát cầu 6 4. Hơi hỏng không? Hơi tiếc nên hơi chậm. Rồi, phát cầu 5, 6. Phát cầu 7 5. Hay. Đổi phát cầu 6 7. Sân hơi chói. Đổi phát cầu 7 đây. Hay thế chưa? Điểm 9, 7. Ôi, cầu không qua. Đổ phát cầu 8, 9. Chín đều. Cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân. Qua hơi đen. Cầu ngoài.
khí quá. 12, 11. Đang xem chung kết đôi nam, quay ra xem chung kết đôi nam nữ, cảm giác như đang chạy xe phân khối lớn này, đi kiểu xe đạp điện. Cầu ngoài sân. Điểm 13, 12. Nhưng mà phải công nhận công tác chuẩn bị cho giải Banda Open Cup lần thứ tư của ban tổ chức chỉn chu và chuyên nghiệp thực sự luôn. Hay. Từ công tác đăng ký đến khi đón tiếp vận động viên đến thi đấu, sắp cặp tổ chức điều hành trong giải, cũng chỉ là chuyên nghiệp. Hay quá. 14 đều. Tất cả các trận, không chỉ có trận chung kết mà từ vòng bảng đến trận vòng bảng bán loại trực tiếp, bán kết, các đội rất đồng đều về trình độ, nên là xét nào cũng căng và giằng co nhau từng điểm này. Chỉ một sơ sẩy thôi là đấy. Đội bên kia đã dẫn trước, Viên Huyền đã dẫn trước đôi Liên Huyền 15-14, là đầu tiên đôi Viên Huyền dẫn trước. Điểm 15 đều. Ngoài, con ngoài. Điểm 18, 16, 16 đều. Không qua. Điểm bao nhiêu rồi? Điểm bao nhiêu nhỉ? Mắt anh không nhìn thấy. Đổ phát cầu 17, 18. Mắt anh đến đấy thì chịu. Thế nó giống nhau hết. Hay quá nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắc Cầu 18, 19. Cầu ngoài 20, 18. Cầu không qua, đổ Bắc Cầu. Điểm 20 đều. Cầu ngoài đôi đen đã vượt lên với tỷ số 21-20. Hai vận động viên đang dạo cầu. Trận chung kết. Chung đá là trận chung kết. Ôi. Đập quả xẻ lách kinh thật. Họ đánh chuyên Hay quá. 24, 22. Đồng chí con gái bên kia sút càng như nam. Rồi Bắc Cầu 23, 24. Điểm 24 đều, rất căng. Thank you.
26, 24 rồi là vượt lên rồi. Hay. Bạn nữ cái này bắt lưới rất hay. 27, 24. Còn 4 bạn nữa thôi. Hay quá nhờ. Nữ bắt lưới hay thế. 28, 24. Phát cầu. Hai nhăm hai sáu đâu? Hai nhăm, 28. Mắt kém, mắt kém. Rồi. 29, 25, còn 2 điểm nữa thôi là đôi bên này sẽ vô địch. Hai mươi bảy, 29. Lên. Champion boy. Đôi bên này đang có 3-4 champion boy. 30, 27. Rồi phát cầu. 28, 30 đã cứu được 1. Bấm like, đăng ký và chuông. Giúp mình lan tỏa kênh đi mà bạn ơi.